Quý vị thấy là Việt Hương hay có hai cái cục tịch đây nè, mà hôm nay cười lên nó không có nữa, là không có cắt ghép gì nhau quý vị nha, nó vẫn bình thường. Mới 2 tháng thôi nha. Tháng 2 tháng 3, 5 ngày. Tháng thứ 3, tháng thứ 4 nó còn gọn nữa chứ được. Rõ ràng là so với cái lần trước khi điều trị của Đức này, cái màu da cũng như là cái phần này nó sâu hơn. So với bây giờ sau 2 lần là mới có 20% thôi. Lần này dù là thứ 3 nhưng mà kết quả là phải có vài ngày nữa mới thấy. Mà đã được cái hiệu quả như vậy rồi thì thôi Đức cứ tự tin. Lần này làm cho da mình đẹp hơn, rồi mình phong độ, mình đi trình diễn, mình tự tin hơn. Khi vô làm thực sự là nó cũng chỉ hơi tê tê thôi, mà làm xong một nửa khuôn mặt rồi thì em cảm thấy là em rất là hài lòng. Dạ, yeah. Thì theo như chị Mai nói là nó chỉ mới có 10% thôi, 10% thôi, nhưng mà mình thấy một cái sự cải thiện đáng kể trên khuôn mặt. Em thích nhất là cái rãnh chị Mai. Dạ, cái rãnh nó đầy lên rồi chị Mai. Dạ, lại nó săn nè chị Mai ha, nó săn. Dạ. Dạ, 91 rồi. Dạ, như vậy là mà... túng tổng là coi như để coi 3 phân rưỡi, 3 phân là 6 phân rưỡi, nói chung 8 phân rưỡi. Đi về Mỹ. Dạ, đi là... đâu là cũng ghé đây làm. Ghé đây làm trước. Đi vài tiếng thôi là mình được an tâm. Dạ, an tâm.